Dạ vâng, cố bông mạnh khỏe rồi. Thôi. Vâng. Vâng. Thôi con cũng cả chào ông bà nhá. À, đi là tắt điện đúng không? Và thấy ông cũng mệt rồi. Rồi. Dạ vâng. Con xem là tắt điện ở chỗ nào. Vâng. Vâng, được rồi. Thôi chào ông bà nhá. Ông bà không khóa cửa rồi. Kệ bà nó. Tuấn Dương xin chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Thưa quý cô bác anh chị, Tuấn Dương đang có mặt ở đường Trần Hưng Đạo và đây đang là cái khu Đại Thế Giới. Họ đang tổ chức cái lễ hội Tết Nguyên Tiêu năm 2021. Thì bây giờ Tuấn Dương sẽ đi ra Trần Hưng Đạo rồi sau đó sẽ đi qua cầu Nguyễn Tri Phương để sang bên quận 8 để thăm hai ông bà Toàn. Ông thì năm nay là 81 tuổi, còn bà thì cũng 74-75 tuổi rồi. Nhưng bà thì bị tai biến nhiều năm. Và hôm nay thì sẽ tới để trao một món quà của cô Nguyễn Thị Bông, gửi ông bà cái số tiền 100 đô. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi theo cái hướng này để đi sang quận 8. Mời cô bác anh chị cùng đi với Tuấn Dương nhé. Rồi các bạn ơi, sau khi mà di chuyển một lúc qua cầu Nguyễn Tri Phương thì bây giờ Tuấn Dương đã có mặt ở khúc giáo xứ Nam Hải rồi. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi vào nhà ông bà Toàn nhé. Đây là đang là đường Phạm Hùng rồi các bạn. Cái hướng này là đi ra Nguyễn Văn Linh rồi đi về Bình Chánh, về các tỉnh miền Tây đây. Giờ trời đang tối rồi. Tuấn Dương sẽ đi rồi vào nhà ông bà Toàn nhé. Mời các bác anh chị tiếp tục cùng đi với Tuấn Dương. Ôi, chào hai ông bà. Chào bà. Con chào ông. Ông khỏe không? Ông bà giờ ngủ à? Dạ. Bà ăn gì chưa? Ăn rồi. Rồi, cảm ơn ông. Ông khỏe không? Lúc khỏe, lúc không. Nãy là nằm ngủ không? À, ngủ. Rồi sao ngủ sớm nhỉ? Không ngủ rồi ăn. Ông bà ăn tối chưa? Mà sao ngủ không đóng cửa mà không sợ trộm vào lấy trộm à? Còn cái gì nó phải sợ. Ba đục. Ai ông? Ba hơi phải ba. Ba hơi phải đục. Bà nói gì ta? Ba. Hồi kỳ này thì sức khỏe của bà sao không? Bà đỡ hơn luôn. Đỡ hơn. Gương mặt bà có nhìn thấy là mập hơn, thấy mập hơn. Hay là ăn uống có vẻ đầy đủ hơn đúng không? Ăn uống đầy đủ hơn, thấy có vẻ mập hơn trước. Ôi trời ơi, nói gì không hiểu luôn. Đợt này là ông còn thuê mướn người giúp việc nữa không? Mình thì không có thuê. Dạ. Nhưng mà ở cái bên quản trị á. Bên ban quản trị của chùa á.
của cái đình này á. Dạ. Họ kêu dán làng đi, dọn dẹp cho nó sạch, gần tới cúng. Kêu các Phật tử lại giúp à? Cúng. Ai cúng không? Đình cúng. Đình cúng mình á? Không. Đình cúng tổng thể. Không, ý con hỏi là đợt có ai mà giống người ta tới ta lại giúp mình thuê người giúp việc không? Thấy không cần không rồi. Thì bây giờ tới đâu hay tới đó. Dạ. Quá mệt đi. Còn qua năm nay thì ông thấy sức khỏe sao? Nó có khá hơn năm trước rồi không? Dạ. Nó đỡ hơn chứ. Dạ. 10 phần. Nó đỡ được 2-3. Dạ. Còn giờ này thì vẫn còn chạy xe máy đi được không? Đi mua đồ. Không. Vậy mua đồ thì bây giờ ông đi cách nào? Giờ này đâu có đi được. Con mắt đó. Dạ trời. Để ăn uống thì sao không? Là nếu không đi mua được thì sao? Ở đâu có để ăn? Có bánh ngọt rồi đó. Ông ý con hỏi là ông không đi được thì bây giờ cái thực phẩm đâu để mình sử dụng á? Tìm cách đứng dậy. Có cần gậy chống? Cái gậy này của ai? Đây đây. Có gậy không có chân. Có chân đấy. Cái gậy có ba chân đấy. Té cái gậy tay. Té cái gậy tay. Mà ai mua cho ông cái gậy này? Không biết. Khi mấy người vô thăm á. Vâng. Nhà nó không có gậy. Dạ. Không đi mua liền. Dạ. Đứng dậy là phải chống. Cũng tại gậy mà sống. Rồi cũng tại gậy mà chết. Mang khẩu trang á? À dạ. À dạ vâng. Vâng. Giờ đi ngoài đường đi tới đi lui thì kêu đeo khẩu trang. Cái này là ông nghe kinh à hay bà nghe? Hay cả hai cùng nghe? Ủa sao lúc nói lúc không? À nó hết điện. Nó hết điện.
Lấy giờ mà gửi cánh này chứ. Lấy gì không? Bánh ở trời ra. À. Rồi nửa đêm mà nó đói á, lấy không được. Vâng. Đây, ông muốn đứng dậy mà không được, ông nhờ lấy hộ bánh. Tous les jours. Dạ đây. Cái bánh này là ai mua cho ông? Cô Nga. Không phải. Cái thần tên này không biết. Giờ ông cho bà ăn bánh à? Bà không ăn là tôi ăn. Vâng, ông ăn đi. Bà ăn được không? Bà qua muốn ăn bánh mì không? Này, để ông mở cái bánh nha. Ông có thấy đường mở không? À, để con mở cho vậy. Cái việc đơn giản mở cái bánh giờ cũng không thấy đường, hơi khó. Đây, ông lấy ra đi ông này, đó. Ông muốn mở ra nữa gì? Ông mở ra để con mở vụ phụ cho. Ông mở được không? Rồi. Rồi. Dạ, con ăn rồi ạ. À, đi. Ô, ông bà xơi đi ạ. Ông định đưa bánh mì cho bà ăn. Ông ăn còn thấy ngon không? Ông ăn còn thấy ngon không? Thấy ngon miệng không ạ? Có khi ngán đấy bà. Dạ. Bà muốn ăn bánh không? Bà muốn ăn không? Bà có ăn không? Có hay không? Không. Không. À.
sao ạ? Bánh mì chỉ ông ăn thôi. Má phải ăn. À. Đâu rồi? Nhà chắc bà về câu đó thôi đỡ mày. Bà tự ngồi dậy được chưa? Tình hình đỡ hơn thì tự ngồi dậy đi được chưa? Vậy ý con hỏi là đợt này ông bà không đi được ấy thì nếu mà có người cho tiền ấy thì cũng làm sao đi mà mua đồ được? Gửi người ta mua. À. Đừng trắng cái giấy á. Là ai mua giùm ông? Mấy người này về. À. Trả xe tối á. Về. Bà đợt này có ai chăm sóc không? Có. Một ngày người ta đến mấy lần? Ngày đến 2 lần. Mà chăm sóc lần. Là phải trả tiền đúng không? Trả. Trả bao nhiêu tiền không? 250. 250 một ngày. Tiền massage á. Tiền massage. Rồi Tết vừa qua thì mình có được bên phường cho hộ nghèo không ông? Có. À. Có kêu lên nhờ. Vâng. Là họ giúp được nhiều không ông? Dạ. Mỗi người được cho mấy triệu? Dạ, người 200. Mỗi người 200 ngàn thôi. À. Thôi có còn hơn không vậy chứ sao giờ? Hôm nay con tới thì trước tiên thăm sức khỏe ông bà sau Tết. Thì đợt trước Tết thì cũng bận lu bu quá. Hôm nay tới thì cũng có một nhà hảo tâm có gửi biếu ông 100 đô, biếu ông bà 100 đô để lo cái chi phí sinh hoạt. Cô tên là cô Nguyễn Thị Bông. Cô tên là Nguyễn Thị Bông. Cô gửi con từ hôm cận Tết cơ, nhưng mà cận Tết thì cũng lu bu quá nên là con không có tới được. Dạ, cô tên là cô Nguyễn Thị Bông ạ. Đây con gửi biếu ông đây số tiền là 100 đô. Đấy, dạ. Con đã đổi cho tiền lẻ giúp ông rồi để dạ, ông chi tiêu. Dạ. Thì tưởng là nếu mà ông không đi được, không xài được tiền thì con giữ cái tiền này và con mua đồ đến cho ông bà. Nhưng ông nói vẫn còn nhờ được người. Thì thôi gửi ông cái số tiền đấy để ông bà chi tiêu. Nương đỡ nhau. Dạ. Bây giờ ai cũng bị hết. Dạ. Ai cũng kẹt hết.
Ừ, dạ. Thì có lẽ ta làm việc để tôi nghe, thì ta làm việc để... Để ra ngủ sáng á, tụi nó đợi nó còn cấp phụ vô nữa. Sắp phụ tiền vô. Ông cất đi. Cất đâu rồi? Thế người ta dọn rồi người ta lấy mất thì sao? Hả? Người ta gọi. Thì không phải người có đạo. À. Đó. Đây cũng là một cái ý thử rồi. Vâng. À, coi là ông để tiền đấy ông thử người ta luôn. À, mệt quá nằm nghỉ luôn. Chút đi đó. Tắt đèn đi. Dạ vâng. Đây bà đang nói là cảm ơn cô Bông đúng không? Cảm ơn cô Bông. Vâng thôi. Cảm ơn cô Bông. Vâng. Chúc như bê khá. Vâng. Cô Bông bê khá. Dạ vâng, cô Bông mạnh khỏe rồi. Thôi. Bạn ở dê. Vâng. Cảm ơn cô yêu. Vâng. Thôi con cũng cả chào ông bà nhá. Đi là tắt điện đúng không? Và thấy ông cũng mệt rồi. Rồi. Dạ vâng. Con xem là tắt điện ở chỗ nào. Ở dưới vậy. Vâng. Vâng, được rồi. Thôi chào ông bà nhá. Ông bà không khóa cửa rồi. Kệ bà nó. À khép lại đúng không? À vâng, đây để con xem là cái nào con rút. Cái này đúng không? Cũng không phải. Ấy cùng. Cũng không phải. Đó. À đây, rồi. Thôi, chào ông bà nhá, con đi về nhá. Rồi. Rồi khép cửa lại nhá. À, khép lại. Đây ông bà. Ờ à, đúng rồi. Không cài lại à? Không có chốt khóa à không? Rồi, rồi, lấy cái móc này này. Móc nó lại, ôi dồi. Rồi, rớt rồi. Đây, đây. Chốt lại. Tối om luôn. Rồi. Rồi, rồi thôi. Vâng, chào ông bà nhá. Dạ. Đó, cuộc đời của ông bà tạm bỡ. Giờ Tuấn Dương đi về thôi. Hôm nay thì ông có vẻ khá yếu rồi. Giờ, cảm ơn cô Nguyễn Thị Bông đã gửi biếu ông 100 đô. Tuấn Dương đã đổi ra tiền Việt để ông dễ chi tiêu. À, bây giờ thì ông cũng có cái người giúp việc thì mỗi một ngày thuê 250.000. Ngoài ra thì sống bằng cái sự yêu thương của các cô bác. Tuấn Dương xin dừng video clip này tại đây.